Chương trình tiếp tục với một thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, như thông tin chúng tôi đã đưa tin trong những bản tin trước, theo người dân địa phương, CCV Group bắt đầu vào Long An từ cuối năm 2020, đầu năm 2021. Mô hình trồng rau má của CCV Group được tổ chức bài bản. Đứng đầu là ông Mai Văn Hiệp, giám đốc đại diện CCV Group chi nhánh Long An. Tiếp theo là đội ngũ quản lý khoảng 15 người của công ty. Và với vai trò đứng đầu, ông Hiệp thực hiện thuê đất của các hộ dân trên địa bàn hai xã Thạch Hòa và Thạch Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An với giá từ 10 đến 13 triệu một hectare. Tổng diện tích trồng khoảng 25 hectare và sau đó thuê chính người dân tại đây thực hiện trồng và thu hoạch rau má. Cùng với đó thì ký hợp đồng hợp tác bao tiêu sản phẩm với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Thạnh Hòa và sử dụng địa điểm của hợp tác xã làm kho lạnh trung chuyển. Và mô hình này hoạt động được khoảng hơn 2 năm, từ đầu năm 2021 đến đầu năm 2023. Cho thuê đất từ tháng 4 năm 2021 thì là giá 13 triệu 500 một hết. Thì cứ nhân số hết ra tiền một năm là 50 mấy triệu rồi đó. Nó làm mất mấy tháng làm đất, xong rồi bắt đầu trồng xong rồi ăn được hàng vụ, 2 vụ, rồi 3 vụ. Tháng làm lại thì không biết sao, thì tiền bạc chắc không có hay sao, thì ngưng luôn. Cái dàn chú nào là dàn khung trồng thôi, chứ còn như mướn như bằng ông Úc, bằng mấy cái bên người cắt rau rồi đó là phải mướn ngoài, chứ còn cái bộ khung này chỉ có 10 mấy người à. Công ty về đây là không có liên hệ với địa phương, mà tự động thỏa thuận với người dân để thuê đất, để trồng rau má theo mùa vụ. Thì hiện nay là khoảng 25 hecta là có của người dân là cho công ty thuê, thì trồng trong khoảng thời gian từ năm 2020 cho tới năm 2023. Tôi chỉ biết tên thôi chứ còn thật sự là không biết bà Mai Hà Trang. Chị ơi, chị có biết công ty CCV Group là công ty nào không? Không, tôi chị không biết. Thế mình trồng rau má ở đây là mình tự trồng hay như thế nào? Ở đây tự chị trồng. Họ còn công ty CCV Group có bao giờ về thu mua rau má của mình hay là nhờ mình trồng hay thuê mình trồng không? Không. Đây là chị làm tư nhân bán cho thương lái đây à. Chị em hỏi là không biết là chị đã trồng rau má được bao nhiêu năm rồi ạ? Chị trồng cũng được 3 năm rồi ạ. Chị em hỏi là vậy chị có biết công ty rau má CCV Group là công ty nào không ạ? Chị chưa từng nghe qua công ty đó. Chị... Vâng ạ, vậy thì chị có biết vua rau má là công ty nào không ạ? Không, chị cũng chưa từng nghe qua, chị cũng không biết. Khoảng nay khoảng 2 năm là có gắn một cái bảng ngay chỗ ủy ban nhân xã mà hôm về thuê đất của xã Bùn Nam, nhưng mà cái công ty đó chưa có thực hiện cái thuê đất. Rồi sau này khoảng 1 năm nay là tự người ta tháo dỡ cái bảng đó và khẳng định luôn là công ty đó không có về Bình Nam để thuê đất để trồng rau má. Có một lần là công ty đó có về ngay chỗ tổ hợp tác rau má là để thỏa thuận với dân, nhưng mà cái giữa người dân và công ty là không có cái thống nhất về cái giá cả, rồi người dân không có đồng tình để bán. Chỉ biết rằng là cái vùng trồng rau má này là tự người dân trồng, và vấn đề là thu hoạch buôn bán thì tự người dân cũng bán ra thị trường, chứ cũng không có cái liên kết với lại công ty của Hà Trang. Được biết là công ty CC Group của bà Trang thì không có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn nước ngoài. Tỉnh cũng không biết nắm về vấn đề cơ quan này đến địa bàn để sản xuất, cũng như là trong tiến trình là xây dựng là phát triển nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất là nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Thì các cái doanh nghiệp mà ví dụ muốn mà mình xây dựng nguyên liệu thì sẽ đến các cái cơ quan chức năng để rồi là mình tìm hiểu. Trước tiên là mình tìm hiểu là ví dụ là về đất đai, về thổ nhưỡng có thể sản xuất quy mô như thế nào để rồi mình liên kết với người dân. Chứ còn nếu mà không có mà mình tự động xuống người dân mình làm thì nó không phù hợp. Còn trong trường hợp nếu mà công ty này hoàn toàn không có dự án đó và huy động vốn của các nhà đầu tư, từ trước cho đến nay cũng không có các cái dự án nào được triển khai cả, thì ở đây có thể đã có một cái dấu hiệu đó là gian dối ở trong cái việc là khi ký hợp đồng. Và đặc biệt nếu trường hợp ký hợp đồng với các nhà đầu tư xong ấy vừa gian dối để các bên ký hợp đồng và huy động vốn của các nhà đầu tư, sau đó thì không chi trả được lãi, thậm chí là không chi trả được gốc, thì câu chuyện là ở đây cũng có cái dấu hiệu liên quan đến các cái tội phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự, như là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản hoặc là thậm chí là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vâng, đó là những gì mà phóng viên của VTC tìm hiểu được tại tỉnh Long An, nơi từng được CCV Group vẽ nên một viễn cảnh đẹp về thủ phủ của rau má. Mới đây thì trên website của công ty cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group cũng đã thông báo về việc đã chuyển địa điểm vùng trồng nguyên liệu từ Long An ra huyện Nga Sơn của tỉnh Thanh Hóa và hiện đang triển khai dự án trồng rau má tại huyện này. Và cũng theo thông tin của công ty này cung cấp cho báo chí thì hiện khu vực này mới đang múc đất và phát cỏ dại. Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã liên hệ với tập đoàn CCV Group, tuy nhiên mà đến nay đơn vị này vẫn chưa có câu trả lời. Phóng viên của chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát sự việc và gửi đến quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo. Đà giảm của giá dầu thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến giá xăng dầu trong nước. Tuy nhiên, giá xăng dầu trong nước được tham chiếu theo giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường của Singapore. Vì thế, giá cơ sở xăng dầu ngày 21 tháng 11 vẫn còn những diễn biến trái chiều, nhưng xu hướng chung vẫn giảm. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 32 lần điều chỉnh, trong đó có 18 lần tăng, 10 lần giảm và 4 lần giữ nguyên giá. Hiện giá bán các loại xăng dầu ngày hôm nay 20 tháng 11 được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 13 tháng 11 của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 340 đồng một lít về mức 22.274 đồng một lít. Giá xăng RON95 giảm 399 đồng một lít, không cao hơn 23.530 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 1.052 đồng một lít, không cao hơn 20.888 đồng một lít. Giá dầu hỏa giảm 793 đồng một lít, không cao hơn 21.512 đồng một lít. Giá dầu ma rút giảm 617 đồng một ký, không cao hơn 15.623 đồng một ký. Thưa quý vị, còn khoảng 3 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, hiện là thời điểm các nhà vườn ở tỉnh Đồng Tháp tập trung chăm sóc cây trái để cung ứng cho thị trường Tết năm nay. Vâng, tùy theo mỗi loại trái cây mà bà con ở Đồng Tháp có cách lựa chọn thời điểm trồng, kỹ thuật chăm sóc khác nhau, nhưng điểm chung của bà con nhà vườn là đều dồn tâm quyết công chăm sóc cho vụ Tết nhiều hơn các mùa khác trong năm, đặt vào đó nhiều hy vọng về một vụ xuân được mùa, được giá. Mỗi năm, ba công xoài của ông Nguyễn Văn Thạnh cung ứng ra thị trường Tết khoảng 2 tấn trái tươi, gồm xoài Cát Hà Lộc và xoài Cát Chu. Đến nay, đã gần 1 tháng kể từ khi ông xử lý ra hoa. Trong 2 tháng tới, các khâu chăm sóc từ gốc đến trái, ông đều phải thực hiện kỹ lưỡng hơn các vụ khác trong năm. Một phần là vì thời tiết cuối năm không thuận lợi, phần khác là để đáp ứng sản phẩm chất lượng cho thị trường. Năm nay là nó rất là khó, tại vì cái thời tiết nó diễn biến phức tạp. Xử lý ra hoa nó nhiều lần mà nó không ra, năm nay nó ra nó không có đạt theo hiệu quả như mong muốn của mình. Mình xử lý là phải cái mẫu mã nó phải đẹp, chất lượng, mình mới đưa ra thị trường để cho bà con mình nó có cái là trưng. Năm nay, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có khoảng 4.700 ha đất trồng xoài phục vụ Tết, ước tính cung cấp khoảng 56.400 tấn trái. Từ giữa tháng 10, nhiều nhà vườn đã chủ động xử lý ra hoa lấy trái để phục vụ thị trường Tết. Ngoài xoài thì quýt hồng cũng là trái cây nổi tiếng của Đồng Tháp được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết. Thời điểm này, các hộ trồng quýt hồng ở Lai Vung cũng vào cao điểm chăm sóc vườn cây của mình. Không giống những nông sản khác, mỗi năm quýt hồng chỉ có một mùa đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Văn Đức đang tập trung chăm sóc cho 5 công quýt hồng của mình, chủ yếu tuyển chọn lại để trái có kích cỡ đồng đều, xử lý côn trùng gây hại và chăm sóc cho quýt chín đúng thời điểm, màu sắc đẹp mắt. Cái thời điểm cuối này chắc có lẽ là nếu mà dứt mưa sớm thì có thể mình bón phân nhẹ nhẹ nó cái để cho nó bồi dưỡng cho cây, với lại cho nó nâng trái lên. Cũng mong là mọi chuyện tốt đẹp, hy vọng là mình chợ búa đồ cũng sung túc để thương lái mua đi bán lại cho nó mau mắn, ai cũng có sinh lãi để cuộc sống mình nó tốt hơn. Năm nay thì cái thời tiết nó có vẻ là nó ổn hơn năm rồi. Mưa thì cũng có những đám mưa lớn, nông dân áp dụng thêm các cái giải pháp kỹ thuật thoát nước rồi bón dôi theo cái chỉ đạo của Trường Đại học Cần Thơ. Thì cái trái quýt hồng to đẹp để bà con bán Tết có cái giá nó cao. Toàn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp năm nay có hơn 200 ha quýt hồng, trong đó khắc phục dịch bệnh 160 ha, trồng mới là hơn 40 ha, dự kiến cung cấp cho thị trường Tết khoảng 4.000 tấn trái.